vuông chậu cho các bạn. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói cụ thể hơn về cái vuông chậu bên chúng tôi. Thì một bộ vuông chậu của nó là bao gồm là tất cả bao nhiêu đây? Thì bao nhiêu đây thì nó là 4 bộ. 4 bộ thì các bạn có thể quay được từ 20cm đến là 1m8. Thì cụ thể đây là khuôn lớn nhất, đây là gập khuôn, đây là khuôn chính ha, đây là khuôn quay. À, khu sắt thì nó đảm bảo cho các bạn là dày dặn để các bạn quay nha. Đặt kính cáp ha. Rồi, đây là gập khuôn cát. Đây là khuôn chính. Thì ở đây quay được từ mà là 1m3 đến 1m8, cái loại này khổ lớn nhất. Cái tiếp là chúng ta có loại khuôn là từ 90 đến 1m2. Thì loại khuôn này thì chúng ta sẽ quay chậu nhỏ hơn một chút. Thì nó cũng là kiểu chậu này. À, nhưng mà cái kiểu của nó thì nó hơi bầu dục hơn một chút xíu. Đây là loại thứ ba. Đây là loại thứ ba. Loại thứ ba là cái loại là chậu thường người ta được siêu nhiều nhất là chậu từ 80cm đến 60. Thì loại này quay được là ba cỡ chậu 60, 70, 80. Đây là cặp khuôn khác của nó. Còn đây là loại khuôn nhỏ nhất của bên cơ sở chúng tôi. Thì đây là 50 đến 20. Thì nó quay được ba cỡ chậu 50, 40, 4 cỡ chậu nha, xin lỗi. Thì đây là để quay được từ 20, 30, 40, 50. À, các kiểu của nó thì nó cũng khác nhau như các bạn. Thì tất cả thì nó chỉ là 2,5 triệu một bộ. Thì một bộ 2,5 triệu chúng tôi đã tính luôn là giao cho các bạn là miễn phí. À, giao là tới cơ sở của các bạn thì chúng tôi sẽ không phát sinh thêm một mức phí nào cả. Thì chọn bộ là 2,5 triệu gửi đến tận nhà các bạn ha. Thì về các đây là những cái khuôn chậu 4 khuôn. Còn về cái khuôn đôn, khuôn quay đế đó, thì chúng ta sẽ có là 3 khuôn. Khuôn này là khuôn dành cho loại chậu từ 90 đến 1m8. Có nghĩa là loại khuôn này thì khi các bạn quay hai khuôn này thì chúng ta sẽ sử dụng cái gập khuôn quay chân là khuôn này thôi. Nha, đây là khuôn quay chân. Thì bên hôm nay chúng tôi những cái khuôn chậu này chúng tôi chưa có khoan lỗ, thì chúng tôi hôm nay muốn hướng dẫn các bạn, nói rõ cho các bạn về cái cách sử dụng như thế nào. Nên chúng tôi cũng tranh thủ làm nên chưa có thể khoan lỗ được tất cả. Sau cái cắt chỉ xong rồi chúng tôi sẽ tiến hành khoan lỗ để lắp đặt vào. Đây là cái khuôn 80, quay được khuôn chân 80 đến 60 của khuôn chậu này. Đây là cái gập khuôn nhỏ nhất. Cái này dành cho các loại chậu nhỏ. Thì chúng ta quay từ 50 đến 20. Thì cái loại chân nhỏ đây. Thì còn bên đây là quay miệng. Đây là khuôn quay miệng. Thì những cái phụ tùng kèm theo đó, đây chính là cái cốt để chúng ta bắt vào tiếp để chúng ta quay chậu. Đây chúng tôi cung cấp là 40 cốt. Chưa hàn xong cái gập bắt để nó tiếp, thì chúng tôi sẽ hàn sau và chúng tôi sẽ gửi kèm theo cái bộ này. Thì cái gập này thì gập để quay cái loại chậu nhỏ và loại chân nhỏ. Thì còn hai cái gập này thì hai gập nó chỉ là bằng nhau thôi, hai gập bằng nhau, nhưng mà chúng tôi sẽ cắt thêm cho các bạn là một cái gập rời để các bạn đấu nối vào. Đâu nói vào đây, khoan lỗ ở trên đây, thì cái tầm ra tới ngoài này, thì các bạn quay được khoảng cỡ tới chậu 1m8, thì cái tay quay gời đó thì chúng tôi sẽ gửi kèm theo, tại vì chúng tôi cũng chưa cắt nên chúng tôi không có đưa ra để giới thiệu được.
là bốn cây cây sắt kèm theo để dùng cho các bạn quay phim. Đây là một bộ ốc của nó và cùng theo cái sách hướng dẫn về kỹ thuật pha sơn, pha keo cũng như là cái kỹ thuật để quay chậu. Riêng thì bên tôi sẽ ưu đãi cho các bạn, khi mà các bạn mua một trọn bộ 2,5 triệu thì chúng tôi sẽ kèm theo tặng cho các bạn làm một cái khuôn mini. Đây là một bộ khuôn mini quay chậu nhỏ dành cho các bạn chơi những cái loại chậu mà mấy cái chậu nhỏ mà để Tết đến chúng ta quay để trưng hoa cúc hoặc là hoa nhãn thọ, sẽ đựng trong cái bình nhỏ hoặc là treo lên được. Cái này là chúng tôi thiết kế là để tặng riêng cho các bạn. Thì riêng thì cái khuôn chậu mini này thì bên tôi bán là 250.000, thì cái này tôi tặng kèm theo. Nếu các bạn muốn lấy khuôn mini thì cũng ok. Nếu các bạn trường hợp các bạn không có thích khuôn mini thì chúng ta lấy một cái khuôn này là khuôn trái bằng. Bên tôi thiết kế một khuôn trái bằng thì các bạn kèm quay bắt vào cái tay quay và chúng các bạn quay thì nó ra cái khuôn chậu trái bằng mà giống như những cái clip trước chúng tôi đã giới thiệu. Thì khuôn chậu trái bằng này chúng ta là khuôn chậu trái bằng loại nhỏ. Thì loại này trên thị trường chúng tôi cung cấp là khuôn này là 350.000 một cái khuôn. Thì các bạn tùy theo các bạn trong một trong hai thì các bạn sẽ chọn được một món, một là khuôn mini hoặc là một là khuôn chậu trái bằng. Chúng tôi sẽ kèm theo đi. Về cái kỹ thuật mà các bạn thường hỏi là chúng ta sẽ gắp vào cái tay quay như thế nào, thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Đơn giản như chúng tôi cung cấp bạn cái cây này, cây để chúng ta cầm vào tay quay. Đây là cái cốt. Thì ở đây chúng tôi chỉ làm sơ bộ các bạn thôi. Đây không có chìa khóa. Thì chúng ta bắt cho cứng vào như vậy. Thì chúng ta sẽ đưa chụp vào chúng ta quay. Chúng ta sẽ quay. Cái này là để quay thôi. Còn về cái cách gắp khuôn như thế nào thì chúng tôi cũng hướng dẫn các bạn luôn. Đối với cái khuôn này là cái khuôn nhỏ, khuôn này là khuôn từ 20 đến 50. Thì các bạn khi mà chúng tôi tiến hành chúng tôi khoan lỗ thì các bạn sẽ bắt vào nhiều như thế này. Rồi các bạn muốn mà quay chậu khoảng cỡ 35 hoặc là 40 chậu 40 thì các bạn sẽ đo như thế nào, thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách bạn đo. Chúng ta tiến hành đo như thế này đây. Chúng ta đo thì lấy thước, chúng ta đo từ cái chỉ ngoài cùng, cái miệng ngoài cùng đây. Chúng ta không phải là đo từ cái miệng ngoài cùng qua đây để chúng ta sai, mà chúng ta đo từ cái bên lồng trong nè, khoảng trong nè, từ cái chỉ trong đụng ra tới cái cây sắt này là 20 cm. Thì 20 cm ra là 40. Nếu các bạn quay chậu 60 thì chúng ta đo chậu 60 thì chúng ta đo ra mỗi bên là 30 cm. Thì từ cây sắt bên đây ra ngoài cái chỉ đầu tiên là 30 cm, đó là chậu 60. Nếu cũng đơn giản thì tiếp tục chúng ta đo chậu 80 thì mỗi bên ra 40 cm, thì nó cứ gấp đôi nhau đó. Các bạn nhớ là các bạn không được đo trên này nha. Nếu mà trường hợp mà các bạn đo trên này á,
thì nó sẽ không được. Nếu các bạn mà đo trên tầm ở trên này á, thì nó không có đúng, nó sẽ sai. Nếu đo này 40 thì nó cái miệng nó ra một cái là ra một mét mấy đó các bạn. Các bạn nhớ là đo từ mép dưới qua bên cây sắt này bao nhiêu thì các bạn sẽ nhân đôi lên. Ví dụ như đây, đo ở đây tầm 25 thì nó ra là 50 ha, là chỗ 50 đấy. Rồi xong, cái đó là cách hướng dẫn để các bạn đo chậu khoảng cỡ bao nhiêu. Thì khi các bạn mua về, các bạn để kinh doanh thì thường thì người ta dặn chậu 50, 60, 70, 80 thì các bạn đo theo cách của tôi hướng dẫn. Rồi, cái trường hợp đo chân thì đo như thế nào? Thì chúng ta sẽ đo như thế này. Chúng ta sẽ đo từ bên đây qua tới bên cái chỉ bên đây nha. Tới cái góc này, từ bên đây qua tới góc này là bao nhiêu? Dùng từ đây qua đo đây, nó tầm là khoảng 15 cm. Thì chúng ta sẽ nhớ có số 15 này. Và chúng ta chân này chúng ta sẽ gắp vào đây. Và đo từ đây ra tới ngoài cái góc này cũng là 15. Thì 15 của cái chân và 15 của cái chậu thì nó sẽ đều với nhau. Nó sẽ bằng, nó sẽ vừa với nhau. Không biết các bạn đã rõ chưa đây ta. Đó là cái cách đo cái chân. Các bạn nhớ là khi mà đo cái chậu bao nhiêu, cái chậu đặt 6, chúng ta đặt cái chậu 60 thì các bạn sẽ đo từ đây ra đây là 60 đối với cái chậu nha, khuôn chậu nha, với khuôn chậu này nha. Tôi hướng dẫn là một lần này. Nếu ta đo chậu, người ta đặt chậu 60 thì các bạn đo từ cái sắt bên đây nha, dưới này ha, từ đây ra đến đây là 30, từ đây ra tới cái sắt bên đây là 30, thọ cái sắt vô đo từ đây chỉ dưới qua tới đây là 30, nó là chậu 60, 40 là chậu 80, 80 là chậu 1m6, nó cứ nhân đôi lên. Còn đối với chân á, các bạn sẽ đo cái đích của chậu, có nghĩa là các bạn quay chậu xong rồi các bạn sẽ đo cái đích của chậu, hoặc là các bạn đo cái khuôn hồi nãy đó, từ bên đây ra tới cái khuôn là bao nhiêu thì chúng ta đo từ cái đó tính khuôn chân là bấy nhiêu. Nó để cho hai cái nó khớp với nhau. Đó là cái cơ bản. Cái quay miệng thì nhiều bạn hỏi quay miệng sẽ đặt như thế nào ha. Thì khuôn quay miệng chúng tôi sẽ chế và chúng tôi sẽ khoan hai ốc, thì các bạn sẽ bắt như thế này đây. Rồi, cơ bản là như vậy nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn nha. Các bạn nếu mà có khó khăn gì các bạn sẽ comment bên dưới và chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục, và điện thoại trực tiếp qua số điện thoại của tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.